Hello Nga em, chúc em một buổi tối tốt lành. Vậy là ngày mai chúng ta sẽ có cái bản cập nhật 1.4 với rất là nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá. Trong số đó thì có 3 cái cung mới. Video hôm nay chúng ta cùng phân tích một chút về 3 cái cung này nhé. Trước khi bắt đầu video, tôi xin phép mở intro. Intro nào. Ok, quay lại video. Trong cái bản mới 1.4 này, chúng ta sẽ có hai cái banner mới với hai nhân vật đã được ra mắt trước đó là Venti và Chise. Cả hai nhân vật này đều sử dụng vũ khí là cung, nên là chúng ta sẽ có thêm ba cái cung mới là điều hiển nhiên. Cái cung đầu tiên đó là cây 5 sao Tiếng thở dài vô tận, sẽ nằm trong cái banner vũ khí đầu tiên của 1.4. Cái cung này thì nó sẽ cho chúng ta tấn công căn bản đó là 608. Đây tôi đánh giá là mức tấn công trung bình, không cao. Cái dòng phụ của nó là hiệu quả nạp. Với level 90 nó sẽ tăng cho chúng ta là 55% hiệu quả nạp. Đây là một cái hiệu quả nạp tôi đánh giá là cao. Với dòng nội tại của nó này, tôi đọc nhé. Một phần của ca khúc Thời đại ngàn năm, Lãng du trong gió. Tinh thông nguyên tố sẽ tăng 60 điểm khi kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ của nhân vật dùng cái vũ khí này đánh trúng địch, thì nhân vật sẽ nhận một cái lá bùa tưởng nhớ, mỗi 0,2 giây kích hoạt là một lần. Khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Tức là khi Venti ulti xong nó đổi nhân vật khác ấy, thì cái ulti nó vẫn là tính là gây lá bùa nhé. Khi có 4 lá bùa tưởng nhớ thì sẽ tiêu hao tất cả các bùa đấy, khiến tất cả nhân vật trong đội nhận được hiệu quả ca khúc Thời đại ngàn năm, bài ca ly biệt. Với tinh thông nguyên tố tăng 100 điểm này, tấn công tăng 20% trong 12 giây. Và trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt ấy, sẽ không thể nhận lá bùa tưởng nhớ nữa. Khi các hiệu quả của ca khúc Thời đại nghìn năm đang kích hoạt thì những cái hiệu quả cùng loại sẽ không được cộng dồn. Tức là những hiệu quả khi mà chúng ta dùng hai cái cung tưởng như hai cái cung tiếng thở dài này cho hai con cầm cung khác nhau trong team, thì khi một con kích hoạt cái bùa rồi thì con tiếp theo không thể nhận thêm bùa và kích hoạt cái bùa ấy nữa. Nếu mà kích hoạt được thì bốn con cầm cung như này thì bá quá. Còn cái CD 12 giây trong khi thời gian duy trì là 12 giây. CD trong vòng 20 giây chứ, trong khi thời gian duy trì là 12 giây. Vậy cái khoảng cách giữa cái việc có đam và không có đam chỉ là 8 giây thôi, rất là ngắn. Theo tôi đánh giá đây là một cái nội tại khá là ngon. Với cái lượng tinh thông nguyên tố tăng là 100 điểm và tấn công tăng 2% cho tất cả nhân vật trong đội, thì và thời gian CD của nó có khoảng 8 giây. Bởi vì anh em biết là khi chúng ta có Venti trong team ấy, cái E CD rất là nhanh là thứ nhất này. Thứ hai là cái Q kỹ năng nộ đấy, nó cũng gây ra những lá, tạo ra lá bùa cũng rất là nhanh. Một cái Q nó có thể tạo ra khoảng 7 lá bùa hay sao ấy. Đấy. Thì cái việc là chúng ta có thêm cái tinh thông nguyên tố và điểm tấn công liên tục thì nó rất là khả thi. Và theo tôi đánh giá thì cái cung này là chắc chắn là cái cung chấn của Venti rồi, khá là phù hợp. Chưa kể đó là cái tinh thông nguyên tố nội tại nó cho chúng ta đã là 60 điểm rồi, cộng với 100 điểm nữa là 160 điểm. Đó, với những cái dòng thánh dị vật dòng phụ có tinh thông nguyên tố nó có thể lên xấp xỉ 200 điểm. 200 điểm tinh thông nguyên tố thì rất là cao. Và nếu mà anh em có Venti ấy, thì tôi nghĩ rằng khi anh em quay ra Venti rồi thì tốt nhất là không nên quay tiếp, mà hãy thử quay banner vũ khí để săn cái cung này, biết đâu anh em có may mắn sở hữu cung này thì sao. Đây là cung chấn của Venti nha anh em nhé. Cái cung thứ hai đó là thợ săn hẻm tối 4 sao sẽ ra mắt tại banner vũ khí thứ hai của bản 1.4, tức là banner vũ khí này nó ra mắt cùng cái banner trai đồ. Thì cái cung hẻm tối này, thợ săn hẻm tối này nó sẽ cho chúng ta cái gì? Nó như một cái kiếm ly cốt. Nếu anh em nào có nạp cái hành trình ấy, anh em cũng biết là cái kiếm ly cốt ấy, thì nó cũng có dòng nội tại như cái kiếm này luôn. Tức là sau cứ 40 giây chúng nhân vật của chúng ta ở trên sân ấy, thì attack của chúng ta sẽ tăng 4 điểm. Và cái crit damage, cái này nó dịch hơi ngu nhưng mà nó là crit damage, sẽ tăng 4%, cộng dồn tối ta tối đa 5 lần. Tức là 5x4 20, 20% tấn công và 20% sát thương bạo kích. Cái này nó là một trong những cái, gọi là sao nhỉ, cái này nó không phải là cái thợ săn hẻm tối nữa mà tôi gọi nó là cung ly cốt.
bởi cái dòng của nó cũng không khác dòng Lee Code là mấy. Kể cả cái dòng nội tại của nó nữa, nó cho chúng ta tấn công cơ bản ở level 90 là 454 cộng với tỷ lệ crit là 36%. Đấy, anh em thấy chưa? Cái dòng tấn công của nó và dòng tỷ lệ của nó cũng giống như kiếm Lee Code. Thêm cái dòng nội tại của nó cũng như kiếm Lee Code luôn. Cái cung này tại sao lại ra mắt trong cái banner của Tridal? Thì tôi nghĩ rằng nhà phát hành họ muốn chúng ta chơi con Tridal ấy theo cái đường đó, là một là cái cung reset này. Cung reset nó đã có trong cái video giới thiệu của Tridal rồi, anh em cũng biết. Thứ hai đó là nếu mà anh em không có cung reset thì nhà phát hành họ muốn chúng ta chơi cung này cho Tridal chẳng hạn. Tôi nghĩ là được cái định hướng của họ. Họ muốn chúng ta chơi thử cái cung này cho Tridal với tỷ lệ crit 36% là khá là cao. Anh em nếu mà không biết thì cái cung thiên không 5 sao ấy, đây này, nó chỉ cho chúng ta tỷ lệ crit là có 22% ở level 90 thôi. Thế còn cái cung 4 sao đã cho được chúng ta 36% rồi, đấy rất là lớn. Đây là cung thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến cung thứ ba. Cái cung thứ ba đó là cái cung bài ca hoa gió. Cái cung này là cung 4 sao, nó sẽ được đổi trong cái sự kiện 1.4 chứ không phải là quay banner. Thì cái cung này ở level 90 nó chúng ta cho chúng ta tấn công căn bản nó 510 và tinh thông nguyên tố là 165. Ngoài ra, khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được cái lời chúc phúc hoa gió cổ xưa, tấn công tăng 16%, kéo dài 6 giây. Đây là tinh luyện 1 anh em nhé. Và theo tôi được biết thì cứ lên một tinh luyện nó sẽ cho thêm 4%. Tức là lên tinh luyện 5 ấy sẽ là 16, 20, 24, 28 và 32%. 32% tấn công nếu mà ở tinh luyện 5. Ok, chúng ta đánh giá cái dòng tấn công căn bản đi. Với cung 4 sao thì dòng tấn công căn bản là 510 thì tôi thấy nó đánh giá là bình thường. Nó như gần như mấy cung khác thôi. Nhưng cái dòng phụ của nó là cho chúng ta tấn tinh thông nguyên tố với 165 điểm tinh thông nguyên tố. Nó như một cung tuyệt huyền. Cái nội tại của nó là cho chúng ta đến 16% kéo dài 6 giây, 16% tấn công kéo dài 6 giây. Vậy cái cung này tôi nghĩ rằng là anh em hãy build cái cung này cho những con nào mà có cái cầm cung mà có cái CDE ấy, CD chiêu kỹ năng thường nó nhanh thì cái cung này sẽ phù hợp hơn. Và hiện tại tôi chưa biết xác định là cái cung này sẽ build cho con nào, và đến khi ra đi tôi sẽ đổi và tôi sẽ ghép thử cái cung này cho những cái con mà tôi đang có để xem là cái cung này cuối cùng nó sẽ phù hợp với con nào. Anh em nhìn thấy dòng tấn công căn bản 150 anh em đừng có so với cung này nhá, cung hẻm tối này nhá. Cung hẻm tối này cho chúng ta 454. Đây là cái chỉ số tấn công cực kỳ thấp ở dòng cung luôn. 454. Nó cái cung 3 sao khi mà lên 90 ấy nó sẽ là 401. 401 hoặc 410. Thế tức là cái cung 4 sao nó chỉ hơn có khoảng 40 dam so với cung 3 sao thôi. Đây là một cái cung 4 sao mà tấn công cơ bản rất là thấp. Cực kỳ thấp luôn. Còn cung này 510 là bình thường nhé, cung 4 sao thì tấn công 500 rất là bình thường, không cao lắm. Trên đây là phân tích của tôi về ba cái cung mới trong cái bản 1.4. Hy vọng là qua chia sẻ của tôi ấy, thì anh em sẽ có những cái lựa chọn sắp xếp của riêng mình dành cho banner, vũ khí. Nếu mà anh em thấy cái video này thú vị thì hãy cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Còn nếu anh em có góp ý hay là thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video. Chúc em một buổi tối tốt lành bên gia đình và bạn bè. Hẹn anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.